mommy love me with you? Are you my mom? Yes. Calm down, calm down. Hai bé cưng quá, nhưng có một thắc mắc mong anh giải đáp. Đó là trong vài video anh nói về việc là gì đây? Vai trò của mỗi người là một ngôn ngữ. Nhưng mà trong số video người ta thấy là Annie nói cả hai ngôn ngữ. Có đọc bên này rồi. Ở đây, thì có ảnh hưởng đến việc nói của Bob không? Em thấy bình thường. Bình thường là gì nào? Nó có ảnh hưởng không? Thôi, thôi, ô cái điện thoại của tôi. What are you eating? You share with me some? Please? I really want to eat them. Ryan, I want to eat them too. Would you feed me? And would you feed me some? Okay, thank you. No, no. Well, He loves me. At the age of 4, everything seems possible with Danny. What? Translating from Vietnamese to English and from English to Vietnamese, it's like everyday task for her. It's time to go home, you know that? Time on to go home and bring Ryan the talk. Working. Not working. Why don't you work all the time? Just me working, that's enough. You tell her that? But she work and she try to buy something for me. I buy you everything. Told you. But mom buy a pretty for me. Tell her to go home to bring Ryan two toys over there. Yeah, I'm holding two toys. Mẹ đi về. Về nhá. Mẹ ơi, đi về với con nhé. Thì mẹ đi về thì mẹ buồn ghê rồi. Đúng không? Tell the nuns to stop loving your phone. Mẹ xem suốt ngày. Xem con gái mẹ trên điện thoại đây này. Đây này, mẹ vừa xem con gái mẹ đây này. Xem là không được. Đây. Xem suốt ngày là không được. Mẹ đi đau mắt. Nếu lúc nào đứng gần em thì mình nói chuyện với bác thì cho nó đứng tiệm. Nếu mà đứng gần anh thì nó nói cái khác vậy thôi. Và quan trọng mình là cái người chủ động hướng nó. Ừ, mình chủ động, mình chỉ định hướng mà. Chứ trẻ con nó chỉ nói chơi chứ đâu phải là người dạy đâu. Every day doesn't start with going to school, but staying at home. Just doing mundane errands like cooking and eating and then. Meatball. Here for you. Here for you. A lot of this meat. One too? No. A lot of meatball. There's no more. Yeah. Meatball.
thì đa số mình là người dạy ở chính, mình dành thời gian chính với con, nhưng có đâu có gì phải lo. Người ta có ở nhà 3-4 thứ tiếng người ta vẫn dùng được. Cái này năm lớn mà mình bảo con cũng ấy mà. Ừ. Thì bây giờ con đã phân biệt rồi mà, bây giờ nó mindset là nó có thể dùng tiếng nào nói chuyện rồi mà. Kể bây giờ tễ sang bảo thích nó tiếng Anh nó cũng nói, còn nó tiếng Việt nó cũng nói, chứ đâu có sợ gì cả. Yeah. Get your colors and your paper. We're gonna draw in the office. Colored book. And we got some paper. What else? Lego? It's not your Lego. Why do you need them? It's be Lego. Mm-hmm. He forgot it. Just put up the table, you're gonna get it tonight. But he don't find it. Mm-hmm. Do you want to put paper on that? Cool. Mm-hmm. What? Jenny, I want to put. Gosh. What? Yay! It worked! Oh no. You guys have looked at this. I tried to solder the circuitry in here, but like, I broke. Oh my god, the back of the light. The main problem is solved, but the second problem arised. Chà bông! Nó chỉ cần đổ nước vào chậm bê là xong. Chưa! Chưa kiếm cái cành này ở đâu đấy? What cup? The cup I was just playing with this one. Yeah? Put it up here. That's not my cup. Which one? The cup that you were just playing with. Ah, outside here. I was drying it. You see, up high. Up high. Right? I don't think it's dry. It's still wet. It's still wet. It's gonna stick on your hand. Oh no. This way? Yeah. Like this. You see? Yeah.